tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 50, ngày thứ 50. Và trong sách công vụ tông đồ lúc nãy chúng ta nghe mà một thừa tác viên công bố, khi đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ tề tựu ở một nơi. Ngũ tuần, đây là cái thành ngữ ở trong Kinh Thánh, nghĩa là tuần đây không có nghĩa là tuần lễ của chúng ta, đúng ra là cái lễ lều, đó là 50 ngày. Anh chị em biết 50 ngày tính làm sao không? Tính từ lễ Chúa Nhật Phục Sinh cho đến hôm nay, Chúa Nhật hôm nay là 7 Chúa Nhật, 7 tuần. 7 tuần, nếu mà mỗi một tuần 7 ngày thì 7 lần 7, 49, và hai cái Chúa Nhật hai đầu thì cái Chúa Nhật kế đó là hôm nay là ngày 50. Hôm nay 50, nếu chúng ta nói lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay 50 là giáo hội dựa trên sách công vụ tông đồ chúng ta vừa nghe khi ngày lễ ngũ tuần. Thì lúc bây giờ các môn đệ họp nhau thì lúc bây giờ có trên mỗi người Thánh Thần Chúa đến với hình lưỡi lửa. Và sau khi Thánh Thần Chúa xuống rồi thì các Thánh Tông Đồ tung cửa ra và bắt đầu rao giảng tin mừng. Như vậy hôm nay biến cố lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì cho chúng ta thấy khám phá ra tiếng lạ bởi các Thánh Tông Đồ sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống với hình lưỡi lửa. Nói cho dễ hiểu, với biến cố Chúa Thánh Thần này thì các Thánh Tông Đồ sẽ rao giảng tin mừng bằng cái tiếng lạ. Thế nào là tiếng lạ? Và đây chính là điều tôi muốn gây ngạc nhiên cho anh chị em. Anh chị em nghe công sách công vụ công đồ kể này, lúc bây giờ khi nghe ấy thì mọi người nghe thấy các Thánh Tông Đồ họ nói: "Ô, mỗi người chúng tôi đều nghe thấy họ nói tiếng của chúng tôi." Họ sửng sốt và nói, họ bảo thế này: "Nào những người nói đây chẳng phải là người Galilê ư? Thế mà chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi." Thế là bắt đầu họ liệt kê này: "Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia." Một loạt 17 thứ tiếng. 17 thứ tiếng. Tôi xin giải thích anh chị em, trước khi họ nói những cái người này mà nói chúng tôi là những người này, kể 17 loại người, giống như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, các thứ Trung Hoa, 17 loại người, cộng thêm cả những người dân tộc thiểu số, thí dụ Hờ Mông, Ê Đê, Dạ Đai, tổng cộng tất cả là 17 người, 17 loại, cả ngoại ngữ và cả thổ âm. Mà họ nói liền: "Ô, cái ông này chẳng phải, những cái người này chẳng phải là người Galilee ư?" Anh chị em biết đó là thành ngữ nó là gì không? Galilee nó là thế này: đất nước Do Thái có ba miền, Bắc, Trung, Nam. Miền Bắc gọi là người Galilee, miền Trung gọi là Samaria, miền Nam gọi là Judea. Thế thì mấy ông tông đồ này là dân miền Bắc, là dân Galilee. Mình nói cho nó dễ hiểu, nó có vẻ nôm na: "Ôi, dân Bắc Kỳ." Mà nói bằng thế tứ tiếng Bắc Kỳ, nói như vậy cho nó có vẻ mỉa mai đi. Họ nói những người này chẳng phải là dân Galilee, là dân quê mùa, mà tại sao mà lại nói tiếng ngoại ngữ và tiếng thổ âm của chúng tôi như vậy? Các nhà chú giải Kinh Thánh nói thế này: không có đâu, Chúa không làm phép lạ đột ngột như vậy đâu. Các ông vẫn cứ nói tiếng nhà quê, cũng giống kiểu: "Em làm cái này, em làm cái gì, nó là lời Chúa." Ngọng nghệu vậy đó, nhà quê vậy đó, vẫn cứ nói ngọng nghệu vậy đó. Mà các ông cứ nói theo kiểu các ông ấy,
Nhưng cái làm cho họ tới 17 thứ tiếng họ hỏi, họ hiểu đó là gì? Không phải là họ hiểu bằng cái từ ngữ, dường như cách ngôn ngữ diễn tả của ông, các ông nói. Và trong đó có những người là gọi thế là người bản địa, họ nghe và họ biết được cái thứ tiếng, họ chuyển âm lại cho những người khác. Đây là một cái ví dụ đây anh chị em này. Hôm rồi tôi làm hồ sơ đám cưới cho hai người, một đứa là người Pháp, một người là người Việt Nam. Cái thằng Pháp á không biết nói tiếng Việt Nam bẻ đôi, cái cô Việt Nam không nói được một tiếng Pháp bẻ đôi, lạ ghê. Hai đứa không có nói được, một đứa không nói được tiếng Việt, một đứa không nói được tiếng Pháp, làm sao mà hai đứa cưới nhau? Nó chìa cái điện thoại ra, cái đứa Việt Nam nói tiếng Việt Nam, thế là nó dịch ngay ra cái tiếng Pháp ngay trước mặt tôi xem luôn. Dịch thì nó cũng dịch không đúng đâu. Thế là cái đứa nói tiếng Pháp, điện thoại nó dịch ra tiếng Việt Nam luôn. Nghe đọc tiếng Việt Nam nó cũng không đúng chính tả đâu, nhưng mà hai đứa hiểu. Thế là hai đứa yêu nhau qua điện thoại. Anh chị em có tin không? Ai tin giơ tay tôi xem, ai thử biết này. Có cái dịch, nó có cái, nó cái chương trình đó. Bây giờ nói tiếng Anh, không biết tiếng Anh, nói tiếng Anh thì nó ra tiếng Việt, nói tiếng Việt nó ra tiếng Anh. Hai đứa yêu nhau qua điện thoại. Tôi nghĩ liền, ô như vậy thì không phải là người ta cứ nói được tiếng kia mà người ta yêu nhau, vẫn có phương tiện để làm cho người ta yêu nhau. Nếu xét theo nghĩa này, không phải là các ông này nói được tiếng của chúng tôi, mà cách ông nói chính trong cái nội dung đó mà có cái phương tiện, hoặc người nọ người kia truyền dịch cho những người đó, những người ở tại chỗ và họ hiểu. Tôi dựa theo điều đó, tôi muốn thưa với anh chị em ba điều sau đây. Điều thứ nhất, không phải nói bằng cái từ với cái âm thanh của ngôn ngữ đó là đúng mà hiểu, không có đâu. Quan trọng chúng ta nói với nhau bằng tiếng Việt, chúng ta không hiểu gì hết. Nếu trong ngôn từ của chúng ta không có ý tưởng, chính cái ý tưởng nó mới đọng lại ở nơi tâm hồn của người nghe, anh chị em ạ. Rất quan trọng, rất rất quan trọng. Nhiều người nghe âm thanh, nhiều người nghe tiếng, nhưng cái ý tưởng đó làm cho họ chết điêu chết đứng. Nhưng nhiều người trong ngôn ngữ ấy lại truyền tải một sự sống trao cho người khác. Chính ý tưởng ở trong ngôn từ lớn hơn ngôn từ. Và cái đó mới là cái đáng kể cho chúng ta hôm nay. Khi chúng ta nói thì thực ra chúng ta phải tìm cái tư tưởng và ngôn từ hay điều muốn truyền tải trong đó nó là cái gì. Và chính cái đó làm cho người ta hiểu và làm cho người ta lớn lên. Cái đó chúng ta sống thế giới hôm nay, người ta cần cái đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, chúng ta nói với nhau, thực ra chúng ta có nhiều ngôn ngữ, cái sự khác biệt. Tại sao cái người này nói tiếng của tôi vậy? Ở đây không phải là nói tiếng của tôi, nhưng mà chúng ta đã nói tiếng của chúng ta và chúng ta trình bày chúng ta với tất cả lòng thành. Anh chị em rất thân mến, điều thứ hai đối với chúng ta, mỗi chúng ta. Anh chị em chúng ta đừng nghĩ rằng tôi là nhất, tôi là duy nhất và tất cả những người khác đều phải phục tùng tôi. Trong cái ngôn ngữ của chúng ta hiện nay, dường như chúng ta muốn thống trị kẻ khác. Chúng ta không lắng nghe người khác. Chuyện rất là nhỏ vô cùng. Trong nhà, tôi nghĩ rất là nhỏ vô cùng. Vì chúng ta cứ nghĩ mình là nhất, nên chúng ta không có tôn trọng cái người khác, cái tư tưởng của người khác, sự phong phú của người ta. Chúng ta có quan điểm giáo dục con thế này. Vợ chúng ta có quan điểm giáo dục khác. Chúng ta áp đặt cái quan điểm giáo dục của chúng ta, đòi vợ và con chúng ta phải theo quan điểm này. Chúng ta có nghĩ rằng chỉ một quan điểm giáo dục duy nhất là thánh không? Không có đâu, không có đâu. Sự phong phú và đa dạng hóa giáo dục làm cho con người phong phú. Đấy là một ví dụ. Anh chị em, sự khác biệt của giữa chúng ta là sự phong phú của chúng ta, và sự phong phú đó chúng ta nghe nhau, đó chính là điều mà Thánh Thần làm cho chúng ta hôm nay. Sự áp đặt là chúng ta giết chết sự phong phú ấy. Do vậy,
Hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn lắng nghe người khác và trình bày điều chúng ta muốn để kiến tạo sự phong phú cho đời sống của chúng ta. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba mà tôi nghĩ mỗi chúng ta hôm nay đứng về phương diện đức tin thì cần quan trọng. Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ nghĩa là gì? Mỗi một người trong chúng ta, trong cái ngôn từ của chúng ta diễn tả, chúng ta phải trình bày điều người khác đang kiếm tìm. Đó là cái lạ. Cái lạ là người ta đang kiếm tìm. Kiếm tìm cái gì? Kiếm tìm cái kinh nghiệm chúng ta đang gặp gỡ Chúa. Kiếm tìm điều mà kinh nghiệm chúng ta phải có riêng biệt. Anh chị em ạ, người nói về Chúa, nếu mà nói bằng sách, nói bằng giấy, tôi gọi đó là nói vẹt. Và nói vẹt không có khả năng thuyết phục. Nếu anh nói về Chúa, nói về kinh nghiệm thiêng liêng và bằng chính mồ hôi, nước mắt và kinh nghiệm thật của anh có khả năng chinh phục lòng tôi. Tất cả những gì chúng ta có khả năng chinh phục người khác đòi buộc, đó là kinh nghiệm thật của chúng ta. Không copy, không mạo danh, không đạo văn. Và cái đó là cái thật. Đó là cái lạ, là âm thanh lạ, là tư tưởng lạ, là tiếng lạ. Anh chị em chúng ta đang đợi chờ chúng ta chia sẻ cho họ chính kinh nghiệm riêng biệt của chúng ta về Chúa, về hồng ân của Thánh Thần, về đời sống đức tin. Chúng ta này xin Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Và tôi thưa với anh chị em, thú thật là thế này, là kinh nghiệm thật. Tôi làm chứng, tôi là linh mục. Người không có biết Chúa, không bao giờ họ gặp tôi. Không bao giờ họ gặp tôi. Bởi vì anh chị em là người theo Chúa, đi lễ thì gặp linh mục là dễ rồi. Nhiều người đến học đạo, anh chị em biết là ai không? Học đạo chính là những người anh chị em đi làm. Rồi những cái người mà đi làm thấy anh chị em là có đạo, mà thấy anh chị em sống một cách đặc biệt, họ hỏi anh chị em chia sẻ cho họ cái kinh nghiệm mà kẻ khác không có. Họ tìm biết Chúa nhờ kinh nghiệm của anh chị em đó. Chính anh chị em đang làm phép lạ của Thánh Thần và dẫn người khác đến với Chúa. Chớ gì chúng ta sẽ nói tiếng lạ là kinh nghiệm thật của chúng ta. Và đó là điều lạ lùng trước mắt nhân loại và là kỳ công của Thiên Chúa trước mắt người khác. Đó là kinh nghiệm về Chúa của mỗi chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.